Được rồi, hãy coi ta đây. Anh chiến lùi đi, đi 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 đâu cho mình hết được. Thương anh, thương cả chiều nắng mưa gió. Cái sức mạnh gì đây? Nhức đầu quá. Các bạn ơi, hôm trước mình cùng với gia đình Speakerman đã đại não rồi thế giới liên quân. Và cũng họ đã đánh bại được tên Seaman đáng ghét rồi. Còn hôm nay thì tải bay mọi người nghe em đi về lẹ của em đây. Tạm biệt em nha, cảm ơn gì đã giúp cho anh chị nha. Dạ không có chi đâu, tạm biết hai người. Bây giờ mình sẽ quay về lại sinh tố và mình sẽ sửa chữa lại lẹ của mình. Tại vì trong cuộc chiến vừa rồi lẹ của mình đã hư hại rất là nặng nề luôn á. Lẹ của mình sau cuộc chiến vừa rồi thì nó đã tan nát hết trơn rồi. Ôi sao cái người đây, ôi có một người nè, ôi sao đó nó mất tiêu rồi. Ủa các bạn ơi các bạn có thấy gì không? Cái lỗ ở đây nó mất tiêu rồi, sao chỗ này nó đã biến lại bình thường rồi trời. Ôi cái người phụ nữ hồi nãy là ai, sao nhìn giống anh TV của em quá vậy? Ôi cô ấy đâu rồi, cô là ai vậy? Ôi sao tự nhiên cái chỗ cát ở đây nó mất tiêu đâu rồi các bạn ơi, tất cả mặt đất nó đã trở lại bình thường rồi trời, sao hay vậy? Ôi cô kia, cô đã làm gì lại của tôi vậy? Chào cậu Riêng, anh đã trở lại rồi đây. Anh là TV Man mà. Cuối cùng thì mình cũng đã gặp lại anh TV Man rồi. Xin giới thiệu với em, đây là vợ của anh. Hả? Vợ của anh sao? Cái cô gái hồi nãy nè. Đây là TV Girl. Trời ơi các bạn ơi, mình đã được gặp gia đình TV rồi. Nhưng mà anh TV Man là em xin lỗi vì đã suy nghĩ sai lầm về anh nghe. Em đã nghĩ anh là người xấu. Không sao đâu, tụi anh hôm nay tới đây là để giúp cho làng của em trở lại bình thường đó. Chào em có muốn tham quan nhà của anh chị không? Ủa nhà của anh chị nằm ở đâu vậy? Nhà của anh là ở trong TV đó. Cái gì? TV sao? Đúng vậy, đi thôi. Wow, mình đã vào được nhà của bộ hộ các bạn ơi. Ủa, đây là nhà của anh chị đó sao? Đúng vậy, đây là nhà của anh chị. Ôi, sao nhìn nó to lớn quá vậy? Đúng rồi, đây là một cái không gian TV cho nên là khi anh chị ở đây sẽ không sợ một con Skibidi nào hết. Wow, tuyệt vời như vậy sao? Thôi được rồi, chúng ta đừng đi ăn đi nào. Wow, đồ ăn đi sao? Trời ơi, sao nhìn hấp dẫn quá à? Mọi người đã chuẩn bị sẵn đó sao? Đúng rồi, đây là bữa ăn mà chị nấu đó. Wow, nhìn ngon quá, mời cả nhà ăn cơm. Ngon. Ăn đi. A few moments later. Nhâm, em đã ăn xong rồi, no quá đi à. Anh TV Man ơi, em mới vừa sực nhớ ra chuyện này. Em nhớ anh đã từng có những video chiến đấu với tụi Skibidi siêu ngầu luôn. Anh đã sử dụng những sức mạnh nào để tấn công tụi nó mà hay quá vậy anh? Anh đã tập cái chiêu gọi là cái chiêu thôi miên á. Bọn Skibidi tụi nó rất là sợ cái chiêu thôi miên đó của anh á. Gầu quá đi à. Trời, em có muốn trở thành một người có sức mạnh giống như anh vậy đó. Vậy được rồi, em có muốn học sức mạnh đó từ anh không? Anh dạy cho em sức mạnh đó sao? Ôi, nếu như vậy thì em rất là muốn luôn anh ơi. Được rồi, nếu vậy thì anh sẽ dạy cho em cái sức mạnh đó. Đi theo anh nè. A few moments later. Đây là chỗ. Đây rồi, đây chính là nơi chúng ta có thể tập luyện đó. Hả? Tập luyện gì? Ôi, ở đằng kia em thấy có tụi Skibidi kìa. Đúng vậy, đây là nơi giả lập tất cả những cái sức mạnh của Skibidi. Em có thể tập luyện ở đây để có thể chống lại bọn Skibidi đó. Cái gì? Giả lập sao? Ui, các bạn ơi, xịn quá à. Công nhận trong nhà của anh TVM thật là tuyệt vời quá đi à. Được rồi, đây là vũ khí đây. Em có thể sử dụng cái vũ khí này để thôi miên tụi nó đó. Cái này chỉ là một cái TV thôi mà. Ui, làm sao để thôi miên ta? Ui, bọn chúng hình như đang bắt đầu. Ui, bọn chúng lâu ra rồi kìa. Sử dụng nè. Ui, sao em sử dụng? Em phải tập trung vô. Tập trung suy nghĩ vô. Để được thôi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ôi, sao mình vẫn chưa làm được vậy ta? Anh ơi, em đang cố gắng tập trung nhưng mà em không làm được. Cố lên, em chắc chắn sẽ làm được. Tụi Skibidi vẫn làm được. Dùng hết sức của mình đi. Tập trung vô. Đúng rồi, hay lắm. Đúng rồi, đó là sức mạnh của TV Man bọn ta đó. Bọn ta đã tập trung vào cái việc thôi miên hết mức có thể để có thể thôi miên mấy con Skibidi. Wow, thì ra là như vậy sao? Trời đất ơi, ngầu quá. A few moments later. Wow, đã giờ mình tập xong rồi, tuyệt thiệt luôn á. Ủa, cái đó là cái gì? Có tín hiệu kìa. Ủa, cái đó là cái gì vậy mọi người? Ủa, cái đó tín hiệu gì quá trời vậy mọi người? Cái đó là cái gì vậy? Đó là tín hiệu của camera man kia bọn ta đó. Thôi được rồi, chúng ta phải đi tới đó thôi. Nhanh lên, không có còn giờ nữa đâu. Ôi, được rồi, đi thôi. Ui, được rồi các bạn ơi, mình sẽ đi cùng với anh TV Man các bạn ơi, let's go. Ủa, cái tín hiệu mà anh camera man kêu đến đây là sao vậy anh? Sao chưa tới chưa vậy? Tín hiệu là ở đây nè, nhưng mà nãy giờ anh không thấy gì hết trơn hết. Tín hiệu là ở gần lắm rồi á. Sao kỳ vậy ta, bộ có chuyện gì hả? Thường thì camera man có chuyện gì đó thì mới có thể tạo ra cái sấm sét như vậy. Còn bây giờ thì sao không thấy gì hết trơn vậy ta?
Không lẽ đúng rồi, không, em cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn á. A few minutes later. Trời ơi mệt quá à, TV Man ơi, vẫn chưa tìm ra sao. Bộ camera có đưa lộn tín hiệu gì không mà sao chỗ này lão quá vậy ta. Thôi em cũng nghĩ là như vậy luôn á, sao chỉ thấy có tín hiệu kỳ kỳ luôn á. Ôi, cái gì vậy? Anh TV Man ơi. Ôi, em thấy có tiếng động vậy. Ôi, ôi, ôi. Cái gì vậy? Sao động đó vậy? Tại sao anh kia? TV Man. TV Man, sao có người có thể quay trở lại đây không? Bữa người đã bị thương rất là nặng rồi mà. À, đã trở lại rồi đây. Tụi mày nghĩ là tụi mày có thể đánh bại tao dễ dàng vậy sao? Ta là chùm cuối mà. Cái gì? Anh TV Man ơi, anh mau tiêu diệt hắn ta đi. Được rồi, hãy xem ta nè. Ây cha. Cái tên đáng ghét này công nhận là người mạnh thiệt đó. Wow, người hay gì vừa sức mạnh của anh TV Man thật là tuyệt vời quá đi. Thôi, nếu các người muốn, ta sẽ chịu các ngươi. Nhìn đằng sau ngươi kìa. Cái tổ này là gì vậy? Anh TV Man ơi, chết đi cái tên kia. Mình tự giới thiệu nhìn ngươi, đây là Stevie Baker. Cái gì? Stevie Baker, cậu đâu anh ơi? Chết được các bạn người thằng ta. Cái tên Stevie Baker kia kìa, mau dừng tay lại đi. Thôi ơi, chết được rồi, đừng có cứu anh Stevie Baker đâu mày. Dừng lại đi, thôi cái tên kia kìa. Anh Stevie Baker có sao không vậy? Có lẽ của anh ấy, trời đất ơi, người của anh ấy bốc điện rồi kìa anh ơi. Có sao không vậy? Được rồi, bây giờ DVD Rocket ơi, xuất hiện đi. Tất cả những TBD mạnh nhất của ta đâu, mau xuất hiện đi, tiêu diệt tên TV đáng ghét này cho ta. Trời ơi trời, anh TV Man có sao không vậy? Trời ơi, trời, cái bạn ơi, trên cái bạn hồi qua đây lũng một lỗ khổng lồ luôn rồi kìa. Được rồi, lại thêm một tên nữa rồi. Chúng ta đã có cơ hội để có thể xâm chiếm trở lại rồi. Cái gì xâm chiếm trở lại sao? Được rồi, những TBD còn lại đâu, mau phá hủy luôn tên TV Man đó cho ta. Cái gì? Ôi, chết rồi, sao? Dừng lại. Cái đó là đi TV Go mà. Thảo Hiên, cùng chị đưa TV Man đi thôi. Đi ai được, đi thôi chị ơi. Ở đây là một nơi trống trải sao? Ôi chị ơi, chị hãy coi anh TV Man kìa. Con mắt của anh ấy bị lủng một lỗ luôn rồi kìa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tên G-Man hắn lại trở lại rồi? Em cũng không biết nữa, hắn ta đã trở lại và hắn ta cùng với những cái tên Skibidi khác mạnh hơn rất là nhiều. Đã đánh hơi lòng anh TV Man và giờ khiến cho anh ấy bị như thế này đó. Tên Skibidi, cái tên cười đó, anh ta đang đến rồi chị ơi, không xong rồi. Không được rồi, mình phải giúp cho TV Man tỉnh lại thôi. Ủa, nhưng mà bằng cách nào? Được rồi, để chị. Ôi, được rồi, đi thôi nào. Ôi, nó đã mất tiêu, anh trả lại. Ủa, đây là đâu vậy? Chị em đến đâu vậy? Ôi, cái đó chúng ta đang ở trong não của TV Man. Và bây giờ não của TV Man đang bị hư hỏng nặng nề rồi. Cái gì cơ? Một con dao nó đâm vào não của anh TV Man sao? Cái bọn đáng ghét đó đã đâm vào tận não của TV Man rồi. Cái gì cơ? Vậy là bây giờ mình phải giải cứu cho anh TV Man sao các bạn ơi? Thôi, bây giờ video đây cũng kết thúc. Mà cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn muốn xem video gì, Skibidi tiếp theo các bạn có thể coi ở bên đây nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Chúc các bạn quen thuộc anh.